Con của Marvin và Nancy hôm nay 3 tháng. Hôm nay thì thay lông coi như là đã mượt. Ra chơi, ra kia chưa? Ra kia chưa? Ra kia chưa? Một con không có dây. Một con không có dây là con cái ba đực. Dây đỏ, dây xanh, dây tím. Nó đang chơi dưới cái bóng râm. Ra kia chơi, ra kia chơi. Đứng xích ra đằng này. Không. Đấy, đứng ra đấy thì nó sáng. Thì nó mái lưới đen. Trời thì tối rồi. Xin chào mọi người. Đây. Sắc trời hôm nay thì âm u. Đàn này là một cái đàn mà cho con lông nó cháy. Đây để cho mọi người nhìn cái vận động của con cún con. Ok, ra kia chưa? Ơi, 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 ơi. Nhiều chỗ để tìm hiểu quá. Đây là con đực dây tím này. Đàn này thì cái khung của nó rất khỏe. Đây là con đực dây đỏ. Khung khỏe. Dây xanh. Ok. Quấn chủ. Dây đỏ. Thấy cửa. Đây là quay tạm cái lưới. Hey, hey. Thích phá không? Thích phá đồ không? Ra kia chơi. Đây là quầy tạm chứ đã quay được hàng rào đâu. Nào. Dây xanh vẫn còn đang lượn nở ở đây húi đất. Này thì nó khung nó rất là khỏe. Khung khỏe, nhanh chó nhanh nhẹn. Đấy. Đực xanh này. Đang tìm hiểu cái gì đây. Đấy. Đàn này thực sự là tiếc nuối vì cái các cái tiêu chuẩn để làm con giống chuẩn mực là nó bị thiếu. Up. Tạo ra tiếng động lạ để cho chúng nó chú ý. Mà nó có nhiều thứ để nó quan tâm quá. Di chuyển đi một tí. Đi chậm thôi, để cho nó đi theo. Đi một vòng đi. Đây, đây, đây. Nào, không biết khó. Nó chạy lại thì xoa nó một cái. Cứ xịt xịt không cái gì tí quậy nó không theo nữa. Ok, quay cho mọi người ngắm chó con của Marvin một tí. Bế từng con một đi. Ngắm cái vận động của chúng nó.
Rồi. Đực dây xanh. Dây xanh. Đực dây xanh. Tiếp theo là con cái. Con đực thứ hai là con đực dây tím. Ok. Đây là con cái. Cái không đeo dây. Rồi. Đực dây đỏ. Rồi, mảng vàng cháy. Rồi, thả ra đi. Xé đôi ra đi. Ra kia chơi đi. Ra kia chơi với chúng nó đi. Nay thì lông mượt rồi. Hay lông tương đối rồi. Ra chơi với chúng nó đi. Ra kia chơi. Cái. Đàn này thì khung gọng cực kỳ khỏe. Cho con vui vẻ, màu máng nét. Ba đực đeo dây và một cái không đeo dây. Ba đực đeo dây và một cái không đeo dây. Đó, nhìn cái vận động của chúng nó. Nhanh hàng thoát. Mọi người mà ai mà thích bắt cho con đàn này thì liên hệ số điện thoại 0981115000, điện thoại hoặc Zalo. Có mấy người hỏi bảo quay video mà hôm nay mới quay được, để cho mọi người xem cái con chó hiện tại. Mà hôm nay quay thì lại cũng lại quay hơi muộn, trời tắt nắng. Đây. Tối mất rồi. Xanh. Xanh. Chờ dài. Thế nào đấy? Thế nào trong video đấy? Quá đẹp dài luôn. Không phải đẹp dài bình thường. Quá đẹp dài luôn. Rồi ra kia chơi đi. Đi xanh. Thế nào đấy? Không biết mình ở trong điện thoại. Vẫn đang ra hít ngửi. Ý, ý. Úi trời ơi, thằng đỏ nó phi vào. Nó phi vào đấy hít luôn. À, đẹp quá. Cho đỏ lên video tí nào thôi xanh. Thôi. Đẹp dai rồi. Làm sao mà với được cái điện thoại của anh. Đây là con cái này. Đây con xanh này. Sau một hồi bỡ ngỡ thì bây giờ đã săn theo cái điện thoại. Đấy. Nhìn thấy có con cún ở trong điện thoại. Không được đâu xoáy ạ. À. Đây, xoáy đây. Thôi, hết rồi. Hết lượt ông lên video rồi ông ạ. Đây là con cái. Quá
quá xinh luôn. Đấy, tím. Ok. Kia con đỏ. Tím. Ok, qua được dài luôn. Mảng cháy khét. Đỏ à. Mọi người ai quan tâm thì liên hệ điện thoại Zalo nhá. Đấy, chờ mấy hôm nữa nắng đẹp lại quay video. Đàn cún con này tiếp.